Rồi, là đầu tiên xin chào tất cả các anh em cận hữu đam mê câu cá từ miền Tổ quốc. Hôm nay thì em tiếp tục lên cho anh em một clip gồm 18 cuộn dây. 18 cuộn này thì đa phần toàn bộ là hàng của Nhật nha anh em. Nói chung thì đây là lần đầu tiên em lên clip bán về dây. Nếu em cung cấp sai hoặc thiếu thông tin nào á, anh em có thể comment góp ý giúp em. Rồi, cảm ơn em. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán, nếu hàng lỗi mà không giống clip em lên á thì anh em trả lại cho em. Rồi, cảm ơn em. Vô cuộn thứ nhất cho mọi người nha. Cuộn thứ nhất là một cuộn sim lai, hàng mới in Japan, hàng là 100% carbon nha anh em. Đó. Hàng này thì không có bao size, size cước là size số 12, đường kính là 0,570 mm, cuộn này 50 mét, 50 mét mà không có bao thì em không dám đảm bảo, em chỉ dám chắc như anh em ta trên tầm khoảng 40 mét nha anh em. Đó. Cổ này là 100% carbon, giá mà nó mới nó bán là tầm khoảng 4.400 yên, tầm gần 1 triệu đồng. Bây giờ đem đi bán, em bán với giá là 350k nha anh em. Cổ này chia cho anh em đi tấm thẻo săn hàng. Cổ này rất là bự nha. Đó, đi lùa cũng được, tấm đưa đi đời đi lùa. Rồi, cổ thứ nhất 350k. Cổ số 2 nha anh em. Cổ số 2 là một cổ của Sum Toray. Cuộn này là size số 2.5. Đường kính là 0.28 mm. Dây này còn niêm phong cho anh em, đảm bảo với anh em đủ 100 m so với thông số kỹ thuật nó ghi trên cuộn. Đó, đảm bảo 100% với anh em luôn á. Cuộn nào dám chắc thì em dám đảm bảo thôi. Dây này tải má được 10 lb, g tầm khoảng 5 kg so với sao? G tầm 5 kg nha anh em. Dây này thì chuyên cho anh em đi câu Ikata. Nó thay tấm thẻo đi câu săn hàng. Loại loại carbon tàng hình như anh em. Đó. Tấm thẻo câu đài. Tiếp theo sẽ là dây cuộn số 3. Cuộn số 3 của hàng Sumlai, hàng một hàng mới Japan nha anh em. Cuộn này 100% là carbon. Đó. Cuộn khá đẹp. Cuộn này thì dây nó sẽ là màu trắng nha anh em. Cuộn số 2 dây màu trắng. Cuộn số 3 thì dây nó màu xanh nha anh em, xanh nước biển. Đó. Có xanh có trắng. Đó, nó sẽ là nhau. Cuộn này thì xây dây xây cước xây sẽ là xây số 2. Đường kính sẽ là 260 mm. Cuộn này còn niêm phong, đảm bảo với anh em đủ 100 m cho anh em nha. Anh em kiểm tra không đủ 100 m thì trả về em. Đó. Giá công khai vẫn là 250k. Tiếp theo sẽ là cuộn số 4. Cuộn số 4 vẫn một cuộn của Toray 100% carbon. Đó. Size cước của cuộn này sẽ là size số 0.8. Đường kính sẽ là 0.156 mm. Cuộn này vẫn còn niêm công. Cuộn này vẫn còn niêm phong nha anh em, 100 m. Đó. Dây này là dây màu vàng nha anh em, rất là đẹp nha. Dây màu vàng, dây này tải mát được 3 lb, nó gơ tầm khoảng 1,5 kg so với quy đổi của kg nha anh em, 1,5 kg. Đó, thông số kỹ thuật đầy đủ hết. Cụ này vẫn 100% của Nhật, hàng carbon. Tiếp theo sẽ là cuộn số 5 nha anh em. Cuộn số 5 size số 2, đường kính sẽ là 0.25 0.250 mm. Đó. Tải mát được 8 lb. 8 lb so với ký là ga 8 ga 4 ký nha anh em. Đó. Tải mát được 8 ký. Dây này cũng chuyên cho anh em vô máy Ikata. Không thôi lấy cầu tôm. Đó, cầu tôm tấm thẻo rất là ngon nha. Tiếp theo là cuộn số 6. Cuộn số 6 có xây là xây 1.5. Đường kính là sẽ là 0.215 mm, 100 m, còn niêm phong đủ 100 m cho anh em. Dây sẽ là màu trắng ngà nha anh em. Tải được 6 lb, gơ tầm khoảng 3 kg so với quy đổi. Dây là còn 100 m cho anh em, còn niêm phong, đảm bảo anh em đủ 100 m cho anh em.
Rồi đếm giờ anh đây. Tiếp theo sẽ là cuộn số 7. Cuộn số 7 là một cuộn cần cuộn dây của Supercard. Hàng mới in Japan nha anh em, 100% Japan nè. Đó. Dây này là dây ni lông này, dây 7 màu. 1 2 3 4, dây 3 màu. Đó. Dây này thì dài 1000 m. Dây số 5 dài 1000 m. Thông đường kính là 0.37 mm. 1000 m nhưng nó không có bao nên em không dám đảm bảo. Cái này còn tầm khoảng 700-800 m thì dư sức. Rất là nhiều nha anh em. Thấy vậy thôi rất là nhiều. Rồi, giá công khai luôn, giá công khai là 450k. Cuộn này về anh em vô tầm khoảng 5 cái máy. 5 cái máy 6.000. Tiếp theo sẽ là cuộn số 8 nha. Cuộn số 8 của Sunline. Cuộn này thì dài 250m, size số 5, đường kính sẽ là 0.37 mm. Đây, thông số kỹ thuật đầy đủ hay nè. Nói chung thì cuộn này em lấy ra coi rồi, nó vẫn còn niêm phong rất là ok nha nè. Rồi, giá công khai nha mọi người, giá công khai cuộn này là 250k. Cuộn số 8. Cuộn này chuyên cho anh em đi câu tra rồi, vô máy câu tra rất là bền nha anh em. Dây của Sunline 100%. Hàng gia băng nha. Tiếp theo sẽ là cuộn số 9 nha mọi người. Cuộn số 9 là một cuộn dây cổ đeo, hàng Marzipan. Cuộn này là size số 4. Đường kính là 0.331 mm. Cuộn này được 150m nha anh em. Dây này 100 ni lông. Đó. Thông số nó đây đầy đủ. Một cuộn cước của Nhật nha anh em, cuộn này màu trắng. Cuộn này thì còn niêm phong. Lấy ra không được. Đây. Đủ 100m cho anh em nha. Rồi, cuộn này giá công khai 150k, chuyên cho anh em vô máy câu cá, câu lục. Đó, một cuộn kèo rất là bền nha. Tiếp theo sẽ là số cuộn số 10. Cuộn số 10 vẫn là một cuộn đeo dây số 4. Dây số 4, đường kính là 331 mm. 150m. 100 ni lông nha anh em, hàng Japan. Cuộn này vẫn giá 150k nha. Cuộn này anh em đi câu lục nè, câu cha, câu lăng xê đều rất là ok nha. Dây ni lông thì nó ra dây rất là nhanh nha anh em. Đó. Giá công khai vẫn là 150k. Giá này chưa bao gồm phí ship nha anh em. Cuộn này cuộn số 11, cuộn số 1 là size số 3. Đó. Đường kính là 0.286 mm. Cuộn này được 150m. 100 ni lông nha anh em. Cuộn này vẫn là dây màu trắng. Rồi, giá công khai vẫn là 150k. Cuộn này cũng chiên cho anh em vô máy câu lục nha. Đó, câu lục, câu biển. Rất là bền, 100 ni lông. Tiếp theo là cuộn số 12. Cuộn số 12 là một cuộn dây của Sunline. Cuộn này thì xây là xây số 4, đường kính là 0.330 mm. Cuộn này được 150m cho anh em. Hàng mới in Japan, mã hoạch đầy đủ nha. Nói chung là mấy cuộn còn full hợp thì mã hoạch đầy đủ, thông số đầy đủ hết. Đây, cuộn màu cam nha anh em. Cái cuộn này đánh bao bền luôn á. Cuộn này cũng chuyên cho anh em đi câu câu lục, câu cha, câu lăng xê, vô cước nhà bánh cũng ok. Rồi, giá công khai nha anh em, giá công khai vẫn là 150k. Đó. Giá này chưa bao gồm phí ship nha, phí ship một đơn hàng là 30k nha anh em. Rồi, tiếp theo sẽ là
cụm số 13. Rồi, tiếp theo sẽ là cụm số 13 nha mọi người. Cụm số 13 là một cụm Gosen, hàng made in Japan. Đó. Hàng này thì còn tem, tem mã vạch đầy đủ nha anh em. Những hàng này thì em mua trực tiếp từ Nhật rồi, không thể giả đâu được. Cụm này rất là hay, cụm này có dây lớn từ nha anh em, lớn dần nha anh em. Cụm này có dây lớn từ dây số 3 đến dây số 12. Là đường kính là từ dây số 0.28 đến 0.57 nha anh em. Đó, nó lớn dần. Thì cụm này 170m thì 150m sẽ là dây số 3. Và 20m còn lại sẽ dây số 2, quay dây số 12 nha anh em. 20m còn lại sẽ dây số 12. Đây. Anh em nhìn trực tiếp bằng mắt anh em cũng có thấy. Đó. Nó to dần. Ừ. Dây ngoài đây thì nhỏ, ở trong nó sẽ to. Đó. Cụ này thì vẫn còn niêm phong nên đảm bảo với anh em 100% đủ 170m cho anh em. Đó. Cụ này chia cho anh em câu cha, câu lục, đăng xê. Đó. Một cuộn dây to dần nha anh em. Dây ở ngoài nó nhỏ, vô trong nó to. Đó. Dây số 13. Giá công khai vẫn là 150k nha anh em. Tiếp theo sẽ là cuộn số 14. Cuộn số 14 cũng giống vậy luôn nhưng mà xây này nó bự hơn tí. Nó to từ xây số 5 đến xây số 12. Cuộn này to xây từ xây số 3 đến xây số 12. Đó. Xây số 3 là đường kính là 0. Ở xây số 5 đường kính là 0.370mm. Dây số đường 12 là đường kính là 0.570mm. Đó. Hàng Japan. Vẫn vậy, 150m sẽ là dây số 5 và 20m còn lại sẽ là dây số 12 nha anh em. Đó. Đây. Cụm này dây nó bự hơn, nó độ bự hơn nè. Anh em có thể thấy. Dây sẽ là 1 2 3 4 5, 5 màu. Dây số đỏ, dây màu đỏ, dây bự nhất nha anh em. Đó. Giá công khai khoảng là 150k. Tiếp theo sẽ là cuộn số 15. Cuộn số 15 là một cuộn có sum line anh em. Đó. Cuộn này là xây số 4. Đường kính là 0.330mm. Đó. Cuộn này thì đảm bảo 100% với anh em là đủ mét. Cuộn này 150m nha anh em. Dây màu vàng rất là đẹp nha anh em. Cuộn số 4. Đây, hàng made in Japan. Hàng sum. Đây, sum line. Mã vạch tem còn đầy đủ nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai 150k. Ở này cuộn này thì em có hai cuộn dây số 4. Và hai cuộn nó sẽ là số 5. Đó. Anh em vô máy đánh rất là ok nha. Hàng sim line. Dây số 5 sẽ là đường kính là 0.370mm. Tất cả cụ này còn đủ mét hết nha anh em. Có ma hoạch chết đầy đủ hết. Đó. Rồi, dây số 5 giá công khai khoảng là 150k nha anh em. Dây màu vàng. Rồi, đó là tổng cộng 18 cuộn cước em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em cần thông tin nào hoặc hình ảnh gì á, em có thể cung cấp cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em nha.